Thưa qua cũng xin một cái để cho mọi người, hoặc là có ai vướng phải á, hoặc là chúng ta thấy ai vướng phải thì chúng ta nhắc nhở họ về cái hành vi gom hàng ở siêu thị để bán ra ngoài hưởng lợi trong cái dịch bệnh này nè mọi người. Thì đừng nghĩ là đùa nha, là có thể bị xử phạt tù lên tới mức 15 năm đó nha. Để thưa quan xin đọc đọc cho mọi người xem. Thưa quan xin đọc một cái bài trên cái trang luật Việt Nam. Hành vi gom hàng ở siêu thị để bán ra ngoài hưởng lợi khi đang có dịch bệnh Covid-19 sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 15 năm. Một lãnh đạo Liên hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta thường biết tên là cái tên viết tắt là Sài Gòn Co-op đúng không ạ? Vừa xác nhận với phóng viên có tình trạng một số cá nhân lợi dụng chính sách bán hàng bình ổn giá tại hệ thống các siêu thị của Sài Gòn Co-op để gom hàng với số lượng lớn rồi bán ra ngoài hưởng lợi bất chính. Điều này dẫn đến tình trạng một số mặt hàng không không châm kịp để bán, thiếu hụt trong một khoảng thời gian gây bức xúc cho người dân. Theo vị này, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng khó lường, phức tạp và Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng chỉ thị 16, nhu cầu thực phẩm thiết yếu tăng cao, người dân hạn chế ra đường, thì các hành vi như trên là rất đáng lên án và cần phải bị xử lý nghiêm. Lãnh đạo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp báo chiều qua là ngày 12 tháng 7 cũng thừa nhận có tình trạng trên và đã yêu cầu lực lượng chuyên trách tiến hành rà soát, xử phạt nghiêm. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Bá Học, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi gom hàng ở siêu thị ra ngoài bán hưởng lợi sẽ bị xử phạt theo Điều 34 Nghị định 98 trên 2020. Cụ thể, đây là các hành vi đầu cơ hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về giá. Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác, nếu gom hàng với giá trị hóa đơn từ 50 đến dưới 100 triệu đồng để bán ra ngoài hưởng lợi sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng theo khoản 1 Điều 34 Nghị định 98 trên 2020. Người vi phạm sẽ còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính. Các mức phạt trên áp dụng cho cá nhân, tổ chức, mức phạt gấp đôi so với cá nhân. Nghiêm trọng hơn, theo luật sư Bá Học, hành vi đầu cơ hàng hóa có thể bị xử lý hình sự về tội đầu cơ, Điều 196 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo đó, người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế, mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính. Tùy vào giá trị đơn hàng để gom bán ra ngoài mà người vi phạm sẽ bị mức phạt tương ứng tối đa có thể lên tới 15 năm tù trong trường hợp thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Pháp nhân thương mại vi phạm sẽ bị xử lý theo tội trên với mức phạt tối đa có thể lên đến 9 tỷ đồng và bị cấm kinh doanh. Mọi người nghe rõ nha. Thưa quan xin thông báo thêm. Con có thấy bố Cầm gửi yêu cầu đâu? Rồi ông đòi ông đi ngủ. Cũng rất mong mọi người nắm được vấn đề đó thì chúng ta lan tỏa thêm. Để có những ai mà có cái ý định đó thì người cũng nên suy nghĩ lại. Dạ, anh chào bố Cầm. Ok, nghe rõ không Dạ, nghe rõ. con? Ok thì sáng nay đọc báo đài các cái thì mình thấy tình hình ở Việt Nam mình thì nó cũng không có gì đáng lo lắng, nhưng mà nó có những cái thức ăn rau củ quả thì cũng đầy ắp thành phố, cũng nói chung thì thiếu thì không thiếu, nhưng mà nó có những cái chỗ mà nó bị cách ly
không cho xe chở rau cải từ các nơi xuống đó, nó bị phạm quy luật của cách ly rồi họ tạm giữ rồi họ làm để quyết, nhưng mà chắc chắn là việc mình không có đói, nói thẳng là vậy. Chắc chắn là không có đói thì mọi người nên bình tĩnh, và để cũng như mấy cái like trước đó, thì bố cũng nói là tất cả mọi người nên bình tĩnh và không nên nhốn nháo và tuân theo những cái chỉ thị của Bộ Y tế và của Chính phủ đưa ra để khỏi làm lây lan cái dịch bệnh. Bởi vì mình phải hiểu cái điều này, người dân mình đôi lúc những người mà coi như ở vùng sâu vùng xa, hoặc là những người mà không có đọc báo tin tức hàng ngày, hoặc là họ lo đi kiếm ăn, họ không để ý tới thời cuộc, thì họ có cho rằng cái chuyện nó không có ra gì, nhưng mà thực chất là mình phải hiểu là cái bệnh này rất là nguy hiểm. Con đồng ý Đúng bố rồi, nói cái gì đó không? đúng 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 Thì chính xác. đâu đó cũng có những người thành phần mà coi là chống lại những cái lực lượng mà coi như là kiểm dịch đó, thì mình bố thấy bố rất là buồn, bác thấy bố rất là buồn, nhưng mà không biết nói sao cái chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng mà cũng hên ở chỗ là có, đó là chỉ là một thành phần tiểu số mà thôi. Thì mình đề nghị những cái mức án mà Phật thật là nặng là cao nhất để có thể đó, để cho những người đó họ tởn, bởi vì trong tình hình dịch bệnh này nó thuộc cái diện toàn cầu rồi. Cho nên là mình cũng phải nhất quyết và thi hành khắt khe hơn, Có tính răn ngoài đe đúng không? Tức là bạn có tính răn đe. răn đe hơn rồi tất cả những cái gì mạnh tay ấy. Mình muốn nói là mạnh tay hơn, không có kiểu mà kiểu tao mới coi một cái clip của đứa nào post lên là có hai thằng, một cha một con vác dao chém đứt tay của một cái ông đại khái như là một người mà lính mà để mà kiểm chốt dịch để cho người ta an toàn. Tao thấy tao bất nhẫn quá, nhưng mà cái điều không làm được gì và họ đã bị bắt rồi. Thì mình xuyên qua cái điều đó thì mình bỏ qua cái điều đó, mình bỏ qua cái chuyện đó đi. Mình bố nói một cái chuyện này nó cũng dính dáng tới Việt Nam mình. Nhưng mà mấy lúc gần đây thì những cái thế lực ở ngoài, những cái bọn bài phản động, những cái bọn mà chống đối Việt Nam mình thì nó hô hào à, Việt Nam mình biểu tình rồi các cái lật đổ chế độ rồi các cái. Thì sau đây ta sẽ đọc một cái bài của một thằng cháu tao mà nó lại gốc gốc Việt, nhưng nó là cảnh sát Mỹ, cảnh sát đương nhiệm, chứ nó không phải đơn giản. Nó tên là Carson Mai. Ở đây ta cho tôi đọc, đây là bài đọc bài viết của nó rất là hay. Đây, cầm mỏi tay quá chắc tao bỏ gán lên, tao gán lên tao đọc cho tụi nghe thôi ha. Tao bỏ À, lên bố cái đọc tôi đó. cái tao bỏ lên cái trang nhà tao rồi đó, cái nào lên vừa đọc để tao lên tao đọc cho tụi nghe. Giờ tao đọc rồi. Nước Mỹ tự do ngôn luận và nhân quyền, chấm hỏi. Khi nói tới nước Mỹ, mọi người đều nghĩ rằng là một đất nước văn minh bậc nhất thế giới về luật pháp, nhưng thực sự chỉ là hình thức mà thôi. Bởi vì những hành động này, lời nói nào mà làm ảnh hưởng đến quốc gia của họ thì sẽ bị bắt và xử phạt với đủ mọi lý do. Mấy ngày qua, biểu tình tại Cuba, trong khi đó có hai ông làm việc cho chính phủ Mỹ gốc Cuba đã ủng hộ người dân Cuba xuống đường biểu tình và lật đổ chế độ Cộng sản Cuba. Nhưng tiếc thay, những người dân Cuba sống trong chế độ Cộng sản Cuba, họ đã yêu thích chế độ này và họ đã đứng lên chống lại đám biểu tình vài trăm người tự nhiên tan rã. Coi như là bất thành rồi, chuyện này bất thành rồi. Còn về phía Mỹ, nếu như bất cứ một quốc gia nào người dân đứng lên biểu tình chống lại chính phủ bị bắt hay xử phạt, thì họ cho đó là những đất nước không có nhân quyền, là bla bla bla, thì chế độ đó sẽ được bãi bỏ. Nhưng thật trớ trêu thay, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nước Mỹ đã có một cuộc biểu tình, và những người biểu tình đó đã có được tự do ngôn luận hay không, có nhân quyền để làm những gì họ muốn hay không. Còn một số người đã bị bắn chết và một số người bị bắt. Tính tới thời điểm này thì hơn 6 tháng qua, nhưng số phận 400 người bị bắt kia vẫn chưa được thả và phải chờ đợi ngày bị xử phạt. Như vậy gọi là nhân quyền hay không? Đúng Tâm lý rất là hay, đúng chưa? Theo hiến rồi. pháp của Mỹ, tất cả những ai có những hành động hay hành động mà muốn chống lại chính quyền hay muốn người lật đổ thì xử. Đó là luật pháp của một đất nước mà những người chống cộng cực đoan cho là nhân quyền bậc nhất thế giới. Các bạn tự suy nghĩ và cho ra nhận định chính xác về luật nhân quyền. Riêng cá nhân tôi, khi sống tại một quốc gia nào thì cũng nên hiểu rõ nhân quyền có cao cỡ nào thì đó phải nằm dưới pháp quyền. Đất nước mình đẹp lắm phải không ta? Đừng nghe lời xuyên tạc hận thù biến nước ta thành nghèo nàn lạc hậu.
chúng đúng buồn rồi. cười đau khổ thuộc về ta. Đó là một người lính Mỹ gốc Việt đưa viết cái bài thì cảnh này. Sát Mỹ, cảnh sát Mỹ, cảnh sát Mỹ, cảnh sát Mỹ. Các con thấy như thế nào? Đó là ý bố lên bố nói cái nó không có cái bức thơ này hoặc là nó không có cái lời giải bài tâm sự này thì bố lên bố cũng nói như nó thôi. Có nghĩa là mình muốn nói theo cái lời là tất cả mọi người dân nên theo tuân thủ theo cái quy định của pháp luật để mà chúng ta đi qua cơn dịch bệnh này. Nhưng mà cũng không ngờ kịp thời thằng cháu thì nó gửi qua cho chú cái bài này quá hay thì cháu mượn lời nó để mà bố nói lên cái cảm tình mà của bố dành cho đất nước mình. Đúng rồi. Điểm thứ hai này là phải hiểu rằng đây là một người cảnh sát Mỹ đương nhiệm còn làm việc, chắc không phải là người dân thường, hiểu chưa? Đó là những lời mà tâm sự bố nói với con thì coi như là cũng nội dung là đại ý là như vậy, nó thẳng là vậy. Thì tất cả mọi người ở diễn đàn này nên chia sẻ cái bài viết bố post lên trên cái trang của bố rồi đó, thì nếu mà chắc có chắn có thì rồi chia sẻ cho tất cả mọi người đều hiểu. Con mới nhớ rằng cái anh chàng này một lần lên live với bố ở ở đâu ta, ở trên Facebook á, thì đã được những người độc giả của mình coi gần gần nghe nói 600-700 ngàn người coi đó. Và ta chỉ yêu cầu bác nói chuyện, bố nói chuyện với anh chàng này nữa, nhưng mà lúc này nó nói nó bận quá vì lý do là vừa làm việc rồi vừa đủ trò ra tội lắm. Thì nó có một cái nghĩa câu rất là hay: tôi yêu đất nước của tôi, nếu ngưỡng những người nào mà không yêu đất nước của mình thì nên quỷ kết bạn với nó, nó không có thèm. Thì vui lắm, thằng đó dễ thương, rất là dễ thương. Rõ ràng thì trong đó có một câu đó, câu con thấy là rất là đúng và nó phù hợp với tất cả các nước luôn chứ không riêng gì nước Mỹ hay nước nào cả. Tức là câu anh ta nói á, dù có nhân quyền tới đâu thì vẫn phải dưới pháp quyền. Đúng rồi. Thì còn cái câu này hay nữa nè: đất nước mình đẹp lắm không, đất nước mình đẹp lắm phải không ta, đừng nghe theo lời xuyên tạc hận thù biến nước ta thành nghèo nàn lạc hậu, chúng mỉm cười đau khổ thuộc về ta. Đồ đó, nghe lời là rõ ràng vậy. Thì thông qua cái điều này thì tao nãy tao cũng nghe phong phanh bên cái live của thằng Tân Thái, đâu là vẫn ủng hộ, nó vẫn kêu gào tất cả mọi người đi xuống biểu tình. Đó là một cái hành động mình không nói bằng lời được, nhưng mà cái đó là một cái sự kiện rất ư là đau độc, ác độc. Ai cũng hiểu rằng thì đó, cái bệnh này là phải giãn cách xa ra để mà ta không nói, chắc chắn là nó biểu tình không được rồi, hoặc là nó biểu tình không ai ủng hộ đâu. Nhưng mà ý tôi muốn nói là cái cách lối hành văn, cái lời nói nó ra, nó mình cảm thấy nó ác độc. Cái bản chất đúng không? Tức là cái bản chất của cái đám này là nó qua cái đợt này nó rò ra hết. Đâu thương yêu gì dân đâu, bố thấy không? Đâu có thiếu cái gì, trời ơi, mẹ mệt quá, đâu có ai nghe lời nữa, nhưng mà mình thấy ghét, mình lên mình nói thôi. Có nghĩa là trong thời dịch bệnh này, giãn cách xã hội là cái điều tiên quyết. Thứ hai là khẩu trang, thứ ba là cách xa nhau để khỏi bị lây nhiễm. Cái bệnh dịch này ta cũng đã từng nói hoài, Ấn Độ, rồi Indo, rồi con hậu quả rồi con biết rồi. Anh, Pháp, Nga, Mỹ rồi bây giờ nó xoán ngôi, ngọn lửa nó xoán ngôi, đại khái là rất là chết nhiều người. Thì ai cũng không hiểu, ai cũng hiểu điều đó cả. Nhưng mà ngay từ hiện này nó kêu người ta đi xuống đường biểu tình, mà nghĩ là nó khùng không? Tao biết chắc chắn 100% là không bao giờ điều đó là xảy ra cả. Nhưng mà khi nó phát ngôn cái lời đó thì mình cảm thấy nó ác độc đến mức độ là có gì, nó coi mạng người Việt Nam mình rẻ như bèo. Rẻ như bèo, còn thua bó rau muống. Trời ơi, mày xuống không biết chỉ vì một bộ ba cái lợi ích của tụi đó thôi, có thấy không? Rất là chỉ vì câu view, câu like, kiếm tiền YouTube thôi. Thiệt mày rõ ràng ngầu, ngày tụi nó mày không biết rồi, ngồi ngày nó không chịu làm mà nó đòi làm giàu luôn, nó khổ vậy chứ. Bị đó ngồi trên máy tính ngồi cào phím ngày 8 tiếng rồi tao hỏi mày tiền bạc cái đâu có. Đồ mẹ nó đâu có lấy trụ mà cái kêu gào mất dạy. Rồi điểm nhất, điểm thứ hai nữa là những cái điều bất kịch lý là bởi vì quên nữa, sẵn cái like này tao cũng đưa nói, đây tao nói có người nói tao là được bố lên bố nói cái điều là chúng ta nên bỏ những cái điều cái từ và gọi là đu càng đi, hiểu rồi không? Bởi vì cái thành phần đu càng nó không có còn, thành phần đu càng là tệ lắm, phải 70-80 không à. Còn cái đó kể như AQI, AQS rồi kiên giang, kiên giết, hoặc là những cái thằng mà nhỏ lại làm sao mà đu càng được, đâu có trình độ, tuổi nó đâu có tới. Chỉ có cái đợt đầu thôi. Thành ra giờ cái điều đó mình, thứ nhất là mình gọi nó vậy thì nó có cái tính cách tụi nó nói là bằng xuất phát nhân văn này thôi, và nó không trực tế.
thì mình không đừng 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 lên đoạn đó, mình chỉ nói là đám ghi dân nhận, chủ ghi nhận. cội đó vậy thôi, chứ còn mấy chữ mẹ cái 30-40 tuổi mà kêu đua càng nó càng đâu đúng đúng mấy nghĩ kỳ không thấy nó Gọi lòa tụi đó là lạ mấy con luôn. chó săn đi bố tao, Đúng cùng rồi, lắm mình nó gay càng gắt cũng gọi tụi đó là con chó săn, mấy con chó đúng săn. đúng rồi, thứ phản quốc rồi phản động này kia ok được hết, mình gọi đừng có nói thấy nó sai sai gì á, đồ có nó sai sai phải không, đồ Ghi tại nhận, tại ghi vì nhận, tao con nói sẽ ra ghi thì nhận cái cái điều đường này. đúng rồi vậy đó, thì phải đừng có lên gọi cái kêu nữa, mình đã nói vậy ok thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là tụi má cái thằng Quỷ Xuân này, mấy thằng Quỷ Huy này đồ má tao đi ngủ tao đi ngủ thức dậy đồ thấy rượu má mở mắt hí hí má rất ngồi ngồi đó nữa nữa rượu quá, mày nghĩ mày coi sao vậy, đồ tao thì uống a ba công còn nó là ăn bơ tối ngày, mày nghĩ chơi chơi kỳ chơi mất Xin công tố mất người ta nho, nước ép xin tới nho, nó rượu rồi nước chè rồi đồ ép dâu rồi đúng đồ không, chè khúc nóng máu bạch. đồ khốn quỷ mất dịch quán này, tao về tao mà về là nó chết với nó tao đồ, mà tao không lôi ra tao bầm ở làm thằng tương nữa thôi, chơi kỳ quá. À, thì mình cứ nói về điều này rồi xong cái ngay cái clip mà càng sau này thì ta thấy tụi con đưa lên những cái nơi mà các anh chị hoặc là các cháu mà nó đi xin nó phun thuốc sát trùng trên những khu, hôm qua tao mới coi được cái Dạ hành đúng động đó rồi. ở dưới Cần Dạ. Thơ, ở dưới Cần Thơ thì nó đi các ngõ hẻm hang cùng để nó xịt thuốc, rồi nó xịt đến nỗi mà nó sai thuốc luôn luôn quá, Đúng rồi. nó xỉn thuốc nó xỉn luôn, nó xỉn nó nghỉ nó về ngày mai làm tiếp Đúng tục, rồi. rất ư là dễ thương, rất ư là tội nghiệp, bởi vì mày phải hiểu rằng chúng ta vì mọi người, chúng ta vì mọi người, chúng ta là đừng đi lạng quạng rồi đừng đi để cho người ta làm những việc đó, còn thức ăn thức uống thì tao nói rồi, hàng rau củ quả biết bao nhiêu mà nói đây này, có những cái đây này nó để một cái bức hình rất là vui là cách đây mấy ngày rau của nó tới 5 tỷ tới 5 tỷ một ký, mà bữa nay hạ giá còn 5.000 một 5 tỷ một bó, mà hôm nay đại hạ giá 5.000 một ký đồ quá rồi muốn đồ cười chết mẹ luôn. Nên là nói chung là coi như là thức ăn rau củ quả là nhiều, không cần gì phải lo, được, có nghĩa là nói chung là tao từ bữa mà dịch đến tới bây giờ tao chưa thấy ai chết đói, nói thẳng là chưa thấy ai chết đói Đúng rồi, đúng rõ ràng như thì cũng chết không vì ai dịch chứ đâu mà chết vì đói, đúng đúng không, rồi chết vì dịch bệnh đúng chứ không rồi phải chết chết vì vì đói. dịch chứ không có đó. Đó mày coi lại tội nghiệp lắm, ở Quảng Ngãi là ta gói bánh rồi người ta đem những gì ta ủng hộ cho người người Việt Nam, những người đó những người bà đó đông lắm nhiều lắm, đây là mấy bà đang gói bánh Rất là đồ, nhiều. nhiều lắm bánh bánh trái rồi rất là nhiều, đây này mà coi nè thấy chưa, mà thấy cái cảnh không, đây là miễn phí nè, miễn phí nhưng mà nó chọc chơi nó chơi hài, nó ghi cái bảng rồi nó ghi cái bảng là ngày hôm qua là 5 tỷ một bó nhưng mà này giảm giá chỉ còn 5.000 một ký luôn Hài đó, thấy không, thức mà ăn có ngày hài trong đây rau củ quả đầy ngốc nè thấy chưa, không có thiếu một cái gì cả, đừng có nghe lời tụi hài. nó mà đồn đãi ra rồi. Ở đây là tất cả đây ở miền ở đâu đây ở Cái đâu đoàn ta y ta tế, đoàn y tế đi đó, đoàn đoàn y vào tế đi vào miền Nam đó quá trời luôn thấy chưa, tăng ôi trời cường vào rất miền Nam. đúng đúng rồi đúng rồi đó. Rồi thành phố Chí Minh, Lào Cai là Lào Cai cũng về, nói chung là Lào Cai hướng về thành phố đưa rau củ quả, nói chung là tất tần tật nhiều lắm mình không có cần phải nói Mọi miền đất nước, nói chung là đó, mọi mọi miền đất miền đất nước nước đó đều nói như vậy các con hiểu rồi. Ở đây thì mình không lo sợ những cái chuyện mà thiếu đói hoặc là không có gạo, đồ mình nhớ kỹ Việt Nam mình là dựa lúa gạo của thế giới mà làm sao mà thiếu gạo được, làm sao mà thiếu gạo ở đây là đó là Quảng Bình nữa trời, Quảng Bình là bí đao rồi chanh ớt u trời ơi tất cả đều gì nhiều lắm nhiều lắm, với nói miền như vậy để Tây mình cũng đưa hiểu rằng lên rất là nhiều. nói như vậy để hiểu rằng tất cả mọi miền đất nước đều hướng về miền Nam, và thừa nói một cách khác là rau củ quả tất cả mọi miền nước đều về hướng Nam, thành ra người dân miền Nam rất bình tĩnh, không nghe lời xúi giục, không ra đường, không bạo động, không các